chào quý cô chú bác anh chị và các bạn thân yêu. Hiện tại bây giờ hai chị em TV nhà mình đang có mặt ở công viên Origami ở quận 9. Có một cái cổng chào biểu tượng nhìn là thấy là của Nhật Bản rồi phải không quý cô chú bác anh chị? Công viên này nằm trong khu chung cư thuộc tập đoàn của Vinhome. Chung cư Grand Bass, Vinhome Grand hình một chú lông. Nâng cái này có trò chơi gì nè, khu vực này có một bãi cỏ trắng và đá. Quê của chỗ ba anh chị thấy cái mặt nước là thấy thư giãn, thấy đã không? Lăn tăn một màu xanh rêu rất là mát mắt. Một buổi chiều mát mẻ ở công viên, ngồi thư thái ngắm nước, ngắm cây, ngắm nhà, ngắm cửa. Rồi mình sẽ tiếp tục đi khám phá cái khu vực công viên này. Công viên có phong cách chủ đạo là những cây tùng, đá và hồ nước, những chiếc cầu bắc ngang. Rất thanh tịnh và tạo một cảm giác thư giãn. Phía đây là một hồ bơi. Ở phía xa xa cũng có một cái cổng hình Nhật, người Nhật, hãy quên, cổng Nhật Bản màu đỏ. Đó, một ngọn đồi nhân tạo đi lên. Đá lớn nè. Đó, có một cái ghế dài ngồi thoải mái. Ở trên được gắn kiến nữa nha, chống mưa quý cô chú bác anh chị. Tản bộ trên con đường của công viên Origami. Rồi, đây là cái bãi cát trắng, đá trắng, sỏi. Sỏi trắng. Bên đây là công trình hoa gì, hoa anh đào đang còn xây. Các anh thi công đang tiến hành xây cho xong hết. Cũng thêm một khu rất là đẹp mắt chuẩn bị được mở ra. Hồ nước trong veo, nước thải lăn tăn. Và đây là cây cầu đỏ, và có thể là một trong những điểm nổi bật
để đến và check-in chụp hình của rất nhiều du khách cũng như những cư dân và những người bạn đến ghé thăm công viên này. Mình đang bước trên cây cầu màu đỏ. Phía xa xa có một ngọn tháp. Ngọn tháp, ngọn chùa. Sự tượng rất là đẹp. 1, 2, 3, 4, 5 phần. Ồ, cái cây nè, chỉ ra ngoài sông đẹp ghê. Giờ này là trời chiều, 4 giờ chiều, thưa quý chú anh chị ơi. Xây một dòng ngang cùng ngắm ở phía khu vực bên hông phía của chiếc cầu màu đỏ theo chế độ đi lùi. Ồ, cùng ngắm những căn nhà cao tầng mọc lên thành xác và một công viên xanh mướt với một cái hồ nhỏ nhỏ trong vắt. Chiếc cầu đỏ cùng với con sông nhỏ và chiếc hồ được đắp bằng những hòn đá sỏi lớn. Theo mình dự đoán là số lượng đá sỏi cũng rất là nhiều đó. Tuy là hồ nhỏ, có diện tích nhỏ, khá nhỏ tí thôi, nhưng mà xây rất là công phu. Đá này nè, công phu rất là xếp đá nè. Sau đó là cây. Đến những chiếc cầu, thác nước. Tất cả đều làm rất là công phu và thiết kế một cách hài hòa, tạo cho chúng ta một cảnh quan rất là thư thái và đẹp mắt, xanh mát, gần gũi với thiên nhiên. À, bây giờ đi ngang qua công viên, cùng ngắm công viên từ ở phía bên đây. Xanh mướt chưa? Tiếng thác nước ở bên kia xa xa vọng lại à. Rồi, khu vực nhà Nhật Bản ở khu vực này không có người vào, nên mình sẽ có dịp bước vào. Ngồi chưa với cô chú ba chị ơi. Ngồi trong này gió mát lắm luôn. Một mình đi ra đây ngồi, ngồi không mát, ngắm cảnh cũng được. Hay là đi với bạn bè ra đây ngồi là mát mẻ, âm thanh thì nó cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi, nói chuyện rất là dễ nghe luôn.
xây theo cái này là mấy mặt, 2, 3, 4, 5, 6 mặt lục giác, ngôi nhà lục giác. Mát quá, không biết ngôi nhà ở phía bên kia có mát hay không, mà khúc bên này rất là mát, nhìn thẳng trực tiếp ra luôn khu vực của cái thác nhỏ trải đốc rách ở phía bên kia. Hôm nay là ngày du khách người ta đi coi nhà, nên có rất nhiều du khách và những người đi tính đi mua nhà khu vực này đi coi. Và ai cũng thích thú trước cái khu công viên Origami này. Còn mình thì được em mời đi thì mình đi review cho quý cô chú bác chị xem, chứ mình cũng chưa có điều kiện để đi coi nhà, chỉ có điều kiện đi review cho quý cô chú bác chị để đăng lên. Rồi, như mình thấy là đa số trong đây là những căn nhà mới xây chưa người ở và đang chuẩn bị chờ người ở, chuẩn bị có người vô ở rồi. À, một góc của công viên phía bên đây. Tiếng suối chảy róc rách mát mẻ, tiếng ra ngoài phía bên kia là khu công viên. Chơi đảo quá à. Đây là công viên Kim Nhi. Chờ mò hiểm đâu. Được không? Ổn không? Tặc chăn. Hay quá à, tuyệt vời quá. Rồi cho bạn chơi với mỗi đứa chơi một lượt. Đẹp. Công viên đẹp lắm em ơi, tuyệt vời không mặt trời. Thái chắc là phải đi qua bộ đồ, bộ đồ này mới chụp hình đẹp. Thì nãy giờ người ta toàn là tập trung ở chỗ đó không, mà chỗ này giống như Vinipass em. Có điều cá chưa đem về nha, cá mới thả, mới cá về bà con. Vậy từ từ nó mới lên. Đây là bên trong
trung tâm của khu vui chơi của công viên Gami. Có những trò chơi mạo hiểm đu dây, đi qua những cái cục trụ đó, đu quay mini chóng mặt lắm á, quay được rồi, quay dưới đó được rồi, chóng mặt lắm á ơi. Chơi bên kia thử coi, chơi hết rồi hả? Công viên ủa không đi chơi cầu tụng này đã lắm mà không chơi, mệt quá hả? Trời ơi, hồi nhỏ mà mình có cầu tụng này thôi thôi rồi lụm ơi luôn á quý cô chú bác anh chị. Bây giờ tụi trẻ bây giờ sao tụi nhỏ bây giờ sung sướng quá. Trời ơi, coi nè, cái ống cầu chuột nè, chà bá lửa không, bao phơi luôn, người lớn chơi còn phơi nữa, hỏi chi mấy đứa nít. Con mình nó kêu mẹ ơi, ông nội ơi, kêu mình bằng mẹ. Đó, ánh nắng đang đổ về rồi, quay ngay góc cầu tuột hả? Mình sẽ tiến hành chui vô cái lồng. Cái cầu tuột này giống như cái trường học của con quá vậy bác. Rồi đi qua ở đây đi, đi qua đi qua. Cái này là cái gì? Cầu thang dây. Đi qua cầu thang dây đi. Cầu khỉ dây. Rồi rồi tới cầu tuột. Rồi chuẩn bị. Rồi. Yeah. Cầu tuột quá bự luôn. Coi chừng rụng răng nha ba ơi.